Putin buộc phương Tây chơi theo luật của riêng mình. Theo đúng nghĩa đen, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang buộc phương Tây chơi theo luật của Nga bằng cách kiểm soát xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng biển đen và nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu. Nhà bình luận Tom Rogan đã nêu điều này trong bài báo của mình viết cho tuần báo Washington Examiner. Tác giả viết, Putin tìm cách làm cho các đối thủ của mình mất bình tĩnh bằng những điểm nút gây áp lực bị phủ nhận. Nhưng mục tiêu không lay chuyển cuối cùng của ông Putin là ông muốn phương Tây phải khuất phục trước lựa chọn khó khăn của ông. Theo Tom Rogan, nhà lãnh đạo Nga đã chọn quyền kiểm soát đối với việc xuất khẩu các nguồn cung cấp ngũ cốc của Ukraine và khí đốt sang châu Âu làm điểm nút gây áp lực. Ngay cả khi nếu Nga sẽ đưa ra các thỏa hiệp trên giấy tờ, Nga sẽ giữ các nguồn dự trữ ngũ cốc ở tình trạng rủi ro thường gặp. Ông Putin muốn phương Tây biết rằng ông ấy có thể rút cành ô liu xuất khẩu của mình bất cứ lúc nào. Ông Rogan viết như vậy. Tình trạng tương tự cũng đang xảy ra trên thị trường năng lượng. Cuộc khủng hoảng đang leo thang khi các cường quốc châu Âu vật lộn với sự cạn kiệt nguồn dự trữ và giá khí đốt tăng. Sau sự lãnh đạo mang tính thảm họa của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, các nước châu Âu tự cho phép mình trở nên phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng từ Nga. Tờ báo viết như vậy. Trước đó, hãng thông tấn Bloomberg đã đưa tin rằng ông Putin có thể sử dụng nền dân chủ phương Tây trong cuộc chiến năng lượng chống lại ông. Các nhà quan sát cho rằng những đợt tăng đột biến giá năng lượng có thể làm suy yếu sự nghiệp chính trị của bất kỳ nhà lãnh đạo phương Tây nào.